Bao nhiêu? 2133. Thì thưa các bạn, không có máy biến áp 2133 và máy biến áp 2000 lớn không? Có nghĩa là lúc này là Y mà nó bằng bao nhiêu? 3200A. Thì áp dụng ngay công thức này đúng không? Thì Y 3 pha bằng 1.5 nhớ. Nghe nghe. Như vậy thì từ ở đây có phải là tương đứng 3200 không? Bằng 1.5 nhớ. Suy ra S bằng 3200 1.5. Nó gần bằng lớn hơn là chọn là 2113 KB. Nhưng máy biến áp ngoài không có là 2000. KB chọn hình này. Hiểu chưa? Tại vì máy biến áp không có 3000. Bên xin lỗi, máy cắt không có 3000 mà 3200. Được chưa? Được không nào? Ok. Rồi, bây giờ có một cái mẹo như thế này. Nếu như gặp tải công suất một pha lớn quá thì phải nghĩ về điện ba. Nhớ hàng. Nếu gặp điện mà y một pha mà nó bằng 20 kW nha, 20 kW nhỏ quá, cho nó 30 kW đi, thì cái chỗ này bằng bao nhiêu ampere? Một pha chỗ này bằng bao nhiêu ampere? Ampere ra rồi. Hả? Y thì mất bằng bao nhiêu đây? 30 × 6 là bao nhiêu? À, nhưng mà điện động pha nó không có một cái CV nào 180 ampere hết á. Nhớ nha. Như vậy em nói điện lực nó hại cho mình 180 ampere nó bắt đầu. Là phải dùng cái điện ba. Ba pha thì chia mấy đây? Điện ba thì bằng 60. Có nghĩa là quy về điện ba pha. Là chia ba là bằng 6. Như vậy là chọn CP 33 bằng 60. Khó hiểu quá đúng không? Khó hiểu quá đúng không? Bây giờ như thế này, nghi câu thằng chú. Nếu gặp một pha, công suất một pha mà lớn hơn 10 kW nha. Đối với lưới điện dân dụng Việt Nam. Thì nha. Thì quy về 3 pha. Ví dụ như em cộng khách sạn. Sao vậy hả? Em hỏi là cái Y một pha, cái đó là B một pha đúng không? Y một pha thì B một pha nè. Y một pha nè, ba mình xin lỗi ngay chỗ này là B một pha. Lộn nha. Đúng rồi đó. Đúng chưa? B một pha bằng 30 nó ra được cái dòng này bức chưa? Ví dụ như bây giờ anh Luyện nói đây nó có tới 125 kg. B một pha 125 kW. Ví dụ như em cộng tất cả các máy lạnh một pha lại với nhau như máy lạnh như này. Bây giờ cái bếp điện từ mình xài, máy quạt, máy đồ mình xài, ủ cắm mình xài đúng chưa? Bằng ủ, bằng đồ em cộng tivi, đầu đĩa gì đó. Cộng hết nó lại nhiều cái 125 kW. Nếu tính là được dòng điện đó là bao nhiêu? Y một pha bao nhiêu đây? 125 nhớ. Bao nhiêu? 750. Ồ, 750 điện một pha. Nó không làm gì mất cân bằng pha của người ta. Quy về 3 thì chia mấy đây? Thì ở đây chia 3 là bao nhiêu? 7 chia 3 là bằng 2. 250. Chỗ này nhân 2 lên nó bằng 250 không? Nhân không? Chọn CP tổng 250 ám. Ở đây 3 pha. Vì sao chúng ta được phép làm nhiều?
Nếu như chúng ta gặp tải vừa là 3 pha, thang máy dùng điện 3 pha, được chưa? Ở trong nhà khách sạn là có máy cứu hỏa là 3 pha, máy bơm nước gia sử 3 pha, và tất cả những máy lạnh cục đó là 1 pha, bóng đèn cũng 1 pha hết, tủ lạnh cũng 1 pha, đúng chưa? Thì như vậy mình tính làm sao đây? Anh chỉ cho con mèo để tính. Nhớ nha. Nếu như em nhớ là nếu như tải mà lớn hơn 10 kg quy về ba ba pha. Ví dụ như 20 là chọn CV tổng của nó là 40 ampere ba ba pha. Được không? Đấy. 30 thì nhân 2 lên là bao nhiêu? 60. Mà CV 60 hiếm lắm cho nên là chọn CV 63 thì ba pha 63 ám. Đây, vì sao làm được điều này thì chúng ta phải quan cái mặt như thế nào để các em hiểu được tại sao nhé. Nắm được không? Có hiểu không? Có bạn nào không hiểu không? Nhớ là chúng ta có tổ 1 và tổ 2 nha. Tổ 1 là 6, 6 bạn hay là 7 bạn gì đó, 6 bạn. Tổ 2 là 5, 5 bạn. Yeah, rồi phải làm 3 nữa thì được rồi. Rồi, như vậy thì khi đó chúng ta giải quyết vấn đề ở đây là gặp điện công suất 3 pha, 1 pha cũng nhân 2. Vì sao? Bây giờ nhớ luôn á. Bây giờ mình không cần phải biết công thức ở trên trường B bằng UB cos phi nữa nha. Được không em? Dạ rồi. Được rồi, tại vì hồi nãy luyện chứng minh đã rồi đúng không? Ví dụ như anh điện cho công suất 1 pha ở đây B bằng 20 kW, công suất 3 pha ở đây mình cộng lại bơm chữa cháy hay là thang máy gì đó, bơm nước gì đó, nó khoảng tầm 10 kW nữa, đúng không? Bây giờ mình tổng hai này lại, mình cộng CV tổng là bao nhiêu? Thì ở đây là nếu như mình suy ra được cái dòng điện ở đây 1 pha là bao nhiêu đây? Ý thì mất ở đâu bao nhiêu? 20 nhớ? 120 ampe. Ở đây 3 pha quy, ở đây là ý định mất 3 pha là bao nhiêu đây? Bằng là 10 nhân 2 20 ampe. Nhưng mà quy về 3 pha bằng mấy chia? Bằng 40 ampe. Như vậy thì cộng 20 ampe thì tổng nó là bao nhiêu? 60 ampe 3 pha. Đúng không? Như vậy là tổng quy về 3 pha thì bằng 60 ampe. Em cộng hai này lại bao nhiêu đây? 30. 30 nhân 2 là mấy? 60. Như vậy hai cái cách tính giống nhau không? Như vậy khi gặp công suất 1 pha với 3 pha cộng lại nhớ. Vì sao? Bây giờ vì sao anh luyện phải đi giải thích? Đúng chưa? Phải có tại sao chứ. Không tại sao thì không được. Đúng không? Như vậy tại sao? Nhìn đây. Cái này là cái kinh nghiệm anh đi làm, anh chia sẻ nhé. Ở trên trường nó không cho phép dạy điều này đâu. Nhìn đây. Khi điện lực người ta hạ luôn luôn cho mình 3 pha 4 sợi. Anh chỉ cho em cách nôm na, tại vì ở đây không phải là kỹ sư hết cho nên không nói nhiều. Vì ở đây 3 pha 4 sợi là như thế này. Vì chưa? Pha A, pha B, pha C. Đúng như vậy chứ trường không? Rồi. 3 pha. Cái gì anh em? Đâu nè. Anh liền giả sử như điện lực nó hạ xuống cho mình giả sử thôi. Ở đây 100 ampe. Thì có nghĩa là nếu 100 ampe thì em tính được tải nào bao nhiêu không? Bây giờ biết dòng điện nó hạ xuống cho mình trăm, nó gắn được công suất bao nhiêu? 50. À nắm. Mười nhanh không? 50. Nhanh cực kỳ đúng không anh? Mình nhìn vô CV này mình biết là nó gắn được cái tải khoảng 50kg. Mà cái tải mà trên 50kg là quá. Quá tải. Quá tải, hiểu không? Em thấy vậy như là đơn giản không? Em ngồi tính lần ngược cái kia em thế cho nó lắc lơ thôi. Như vậy thì mình hiểu được là 50kg liền. Không được nhân 2 lên tại biết dòng quá. Y bằng B nhân 2 thì 100 chia 2 ra bằng 50. Không cần quan tâm ở trong có vừa có tải 3 pha 2 pha 3 thì anh luyện chỉ cho em cách cần tải sau. Thì như vậy là bây giờ anh luyện nó nè. Ở chỗ này đó, cái pha mà nó đi A với chữ N, B đi chữ N và C nó đi chữ N đang người ta gọi là A